gì mà có đạo đức lắm cháu. Đúng đó, tôi là người ở đây, tôi thôi nhưng mà nói là mấy anh chị không cho. Không, tôi cũng xong rồi. Trời ơi, bây giờ người ta chưa tới mà lên. Mấy anh em ở đây còn cháu anh em ở đây. Tới đang ngồi chờ nè. Còn cháu anh em ở đây ăn một bát đồ ăn. Không đồng ý cho mấy anh lấy thì về 2 giờ người ta còn tới. Trời ơi. Chúng tôi còn ngồi đây, tài sản của chúng ta đây, được chưa? 8 giờ tối là anh có tới. Tôi làm việc của tôi ở đây. Đúng. Anh làm việc của anh đi, rồi anh nói sếp của anh tới đây nói chuyện. Anh nói sếp tới đây nói chuyện. Yeah.